toàn hai chúng mình ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương. Xin chào bác nhá. Một con lọc Beringer, mã là 3102. Đấy, ngoại hình thì rất là đẹp các bác nhé. Đấy, như các bác biết là đây, ở trên đây có 11 con đèn, 11 cái bóng đèn nó bị tắt điện. Trong cái 11 cái bóng này chắc là có một cái hai cái bóng nó bị chết đấy, thế nó đứt mạch, nó thế là nó không sáng cái bền này. Đấy, em ngại thì lôi ra em tìm, em bán rẻ luôn cho bác nào chơi các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này đẹp chưa này? Đấy, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, nó chỉ có cái tất cả những cái 11 cái bóng đèn đây nó không sáng, thì chắc là trong 11 con này chắc chắn là sẽ có 1-2 con bóng đèn nó bị hỏng. Đấy, bác nào mà về mà lôi ra tìm thì nó lại sáng hết rồi. Chất âm của con này với con mà FPQ không khác nhau bác nhé. Nó chỉ khác là con FPQ là nó có cái cắt xúc đằng sau. Đấy, con FPQ nó có cắt xúc, còn con này không cắt xúc bác nhé. Đấy, cái cắt xúc này thì thực sự là em thấy là không cần thiết, tại vì tất cả những cái con vang số bây giờ nó đều có cắt xúc rất là hay rồi. Cắt xúc hay hơn lọc các bác nhé. Đấy, thế là cái cắt xúc, chứ là cắt xúc của lọc này thì mình cũng ít khi dùng. Như em thì em chả bao giờ dùng cả. Đấy, con này thì em sẽ bán cho các bác chơi với giá là 1.800.000 các bác nhé. Chất âm hai con nó không khác nhau cả. Chất âm của cái dòng Behringer thương hiệu Đức này rất là hay rồi, trong trèo. Tép không bị xé tiếng các bác nhé. Toàn bộ cần gạt là vẫn còn tác dụng hết các bác nhá. À, 1.800.000 em bao ship cho các bác chơi con này. Đấy, quá đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.